Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Khi quý vị đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia, và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube Live NV Radio Việt Nam Live. Và thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày thứ ba, ngày cuối của tháng 7, ngày 31 tháng 7, 2018. Và Lê Ngọc đã có anh Thanh Vinh ngay tại studio của đài NVR để cùng với Lê Ngọc gửi đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày thứ ba hôm nay. Lê Ngọc xin chào anh Thanh Vinh. Xin chào Lê Ngọc, xin chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị khán giả lắng nghe Lê Ngọc trình bày về traffic và khí hậu ngày hôm nay. Dạ vâng, và như vậy thì mở đầu cho phần tin thì tin thời tiết sáng ngày hôm nay tại thủ đô Washington. Bầu trời có rất là nhiều mây âm u, có những cái hạt mưa rất là nhẹ thưa quý vị. Hiện tại một cái nhiệt độ cũng phải cho là thú vị của buổi sớm mai 72 độ với gió Tây Bắc thổi nhẹ. Dần vào buổi trưa vẫn không có những cái ánh nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay 83 độ. Và sau đó vào chiều tối sẽ có mưa và sấm sét. Với cơn mưa này nhiệt độ sẽ xuống thấp, tối nay sẽ là 75 độ. Và cái cơ hội có mưa vào buổi chiều tối lên tới khoảng hơn 70%. Oi bức. Bước qua những ngày còn lại trong tuần thì Ngọc thấy vẫn là những ngày mây mù ướt át. Ngày thứ tư thì nhiệt độ sẽ là 85 độ, vẫn có mưa. Và coi như buổi tối của ngày thứ tư thì nhiệt độ nó còn 74 độ. Và đến ngày qua ngày thứ năm, thưa quý vị, thì nhiệt độ cũng ở trong cái mức độ bình thường, là buổi sáng lớn, nhiệt độ lớn thì 85 và thấp là 72. Và buổi chiều tối bắt đầu mặt trời xuống vào lúc 6 giờ 10 buổi sáng, và coi như buổi tối khi quý vị thấy trăng vào lúc 11 giờ 37 đêm. Vào ngày thứ sáu thì nhiệt độ xuống thấp còn 81 độ. Và tối xuống còn 70 độ. Trời vẫn âm u, có mưa. Qua ngày thứ bảy thì là trời có mưa quý vị. Nhiệt độ là 82 và thấp là 70. Ngày chủ nhật lại trở lại trời âm u, lâu lâu mưa, có mưa rải rác. Nhiệt độ 86, cao và thấp là 70 độ. Và ngày thứ hai tuần tới thì nhiệt độ cũng sẽ còn 88, nhiệt sẽ lên cao hơn chút xíu, 88 độ. Dạ vâng, và như vậy thì rõ ràng thời tiết tại thủ đô Washington trong nguyên tuần này vẫn là những ngày mây mù mưa. Và cái cơn mưa này đôi khi chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta còn có rất là nhiều may mắn. Vì hiện nay cái tin mới nhất cho cái vụ cháy ở tại California thì số người chết đã cao hơn thưa quý vị. Đã lên tới 8 người và rất nhiều người dân ở ngay tại miền Bắc California họ cũng đã phải di tản. Do đó nhiều khi cái cơn mưa lại giúp cho chúng ta. Lê Ngọc xin chúc tất cả quý vị thính giả của NVR một ngày thứ ba thật là vui, nhẹ nhàng và sẽ nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào câu chuyện nổi bật trong ngày hôm nay đang gây ra rất nhiều tranh cãi, vẫn liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Mời quý vị theo dõi. If it did happen, so what? And in case you're wondering, yes, the subject is Russia, and yes, those are goalposts being moved. Moved, it seems, almost on several fronts. We'll start with the one transgression that President Trump has always absolutely, positively, categorically denied. Quý vị vừa mới nghe liên quan đến vấn đề thông đồng với Nga như thế nào? Và Tổng thống Donald Trump thì chúng ta đã nghe từ ngày mà ông lên lãnh đạo nước Mỹ thì lúc nào ông cũng bác bỏ vấn đề này. No collusion, which I knew anyway. No coordination, no nothing. No nothing, he says, no collusion. His response, the revelation, his closest campaign advisor sought Kremlin dirt on Hillary Clinton. His response after the House and Senate Intelligence Committees released their reports on Russian interference. His response, in fact, to nearly any Russia-related question the president has ever gotten, no collusion. If not the two foundational words of his entire administration, then at least the linchpin of his defense. That is, until our reporting that his former lawyer and confidant is now willing to tie the president directly to that meeting with Russians during the campaign. Now that Michael Cohen's apparently ready to say that candidate Trump knew in advance about what amounts to, at best, an
attempted collusion or intended collusion or unrequited collusion. Quý vị vừa mới nghe Anderson Cooper cho biết về những cái tin tức mà liên quan trong tuần vừa mới qua, khi mà bắt đầu ông luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump trước đây nói là Tổng thống biết những cái cuộc gặp và ngay cả cái cuộc họp trong năm 2016 vào tháng 6. Nhưng mà thưa quý vị, hiện nay những cái sự tranh cãi, đó là luật sư của Tổng thống Donald Trump, ông Giuliani, ông đã bác bỏ cái cuộc họp chuẩn bị gặp gỡ với người Nga tại Trump Tower. Ông Giuliani hoàn toàn thay đổi, thưa quý vị. Trong ngày thứ hai, ông đã bác bỏ cái cáo buộc từ cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen, rằng là ít nhất có 5 cố vấn của Tổng thống Trump đã tham gia cuộc họp chuẩn bị cho cái cuộc gặp gỡ với người nữ luật sư Nga tại Trump Tower trong năm 2016 vào tháng 6. Và theo lời của luật sư của ông Cohen, đó là Lenny Davis, nhóm cố vấn của ứng cử viên Trump trong năm 2016, trong đó có Donald Trump Jr., Jared Kushner, Paul Manafort, Richard Gates và có thêm ít nhất một người nữa, đã nhóm họp bàn về chiến lược cho cuộc gặp gỡ với người nữ luật sư người Nga, đó là Natalia Veselnitskaya, 3 ngày trước đó. Và ngay cả con trai của Tổng thống Donald Trump đã cho ông biết, và chính Donald Trump đã nói là cứ tiến hành đi, nhưng mà chúng ta hiện nay lại nghe hoàn toàn Tổng thống Donald Trump ông bác bỏ, và ngay cả luật sư Giuliani. Thành thử luật sư của ông Trump hiện nay Giuliani, trong một cái bài phỏng vấn ngay trên đài CNN trong ngày hôm qua thứ hai, trong cái cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử của Mỹ, thì ông này tuyên bố rõ là thân chủ của ông ta, có nghĩa là Tổng thống Trump, không có mặt tại buổi họp này. Tuy nhiên, không lâu sau xuất hiện ngay trên đài Fox News thì cũng chính ông Giuliani, ông này lại cho rằng buổi họp chuẩn bị này một lần nữa ông cũng bác bỏ, chưa từng diễn ra. Và trong những ngày qua thì chúng ta cũng nghe là ông Giuliani luôn cho rằng là ông Cohen là một người dựng chuyện, không nói sự thật và là một người nói láo. Và thưa quý vị, trong riêng về những cái sự việc này thì không có gì thay đổi với những cái lời bác bỏ của Tổng thống Donald Trump, luôn thường xuyên phủ nhận việc là Tổng thống có biết về cuộc gặp gỡ với người nữ luật sư Nga hay không. Nhưng mà thưa với quý vị, một cái điều khác nữa mà hiện nay đang dấy lên một cái sự tranh cãi, đó là theo lời của ông Rudy Giuliani, là nếu thật sự có thông đồng thì sao? Cái vấn đề thông đồng chưa hẳn là phạm tội hình sự. Riêng trong ngày hôm nay thì là sẽ là ngày mà ông Paul Manafort sẽ ra tòa ngay tại tiểu bang Virginia, ngay tại Alexandria. Và những cái tin tức mới nhất, thưa quý vị, trước cái buổi ra tòa của ông Paul Manafort thì đã có những tin tức lộ ra cho biết là ông Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của Donald Trump, đã kiếm được tới hơn 60 triệu đô la ở Ukraine. Tất cả những sự kiện này Lệ Ngọc và anh Thanh Vinh sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị biết đang nghe tin tức về một chuyến máy bay mà đã mất tích ở Malaysia. Chuyến máy bay MH370 đã mất tích từ hơn 4 năm nay, và sau nhiều năm chờ đợi, hôm 30 tháng 7, người nhà của các nạn nhân trên chuyến bay MH370 đã được chính phủ Malaysia cung cấp bản báo cáo cuối cùng về vụ mất tích. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia tổ chức cuộc họp kín và cung cấp báo cáo này cho người nhà của nạn nhân vụ MH370 tại trụ sở cơ quan. Giới chức Malaysia cũng dự kiến công bố báo cáo tại một cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay. Trong khi đó thì lãnh đạo của hàng không của Malaysia thì ông này cũng đã lên tiếng, ông từ chức vì cái sự việc xảy ra cho chuyến bay đã biến mất một cách rất là bí ẩn, MH370. Trong cái thông báo vừa mới được tuyên bố từ chức trong ngày hôm nay 31 tháng 7, thì ông Abdul Rahman đã cho biết là báo cáo đã nêu bật cái việc trung tâm kiểm soát không lưu không tuân thủ tốt những quy trình hoạt động tiêu chuẩn. Tuy nhiên thì báo cáo về MH370 không đổ lỗi cho giới chức của hàng không Malaysia.
về sự mất tích của chiếc máy bay chở 239 người. Và anh Thanh Vinh có thấy là với những cái báo cáo này, chắc chắn là gia đình của những nạn nhân này họ lấy làm rất là thất vọng. Không riêng mà ngay cả rất nhiều người trên toàn khắp thế giới, thưa quý vị, đều trông chờ xem thật sự cái báo cáo cuối cùng cho chúng ta biết là tại sao chiếc máy bay này lại biến mất một cách rất là bí ẩn như vậy. Theo Reuters thì người nhà của nạn nhân nói rằng họ đã nhận được báo cáo nhưng không thấy có gì mới mẻ trong báo cáo này về cái lý do mà chiếc máy bay biến mất một cách bí ẩn. Họ cho biết với các phóng viên rằng bảo bán báo chỉ nhấn vào những sai sót, những quy tắc không được chấp hành. Như đã nhắc lại với quý vị là chuyến bay MH370 mất tích hôm 8 tháng 3 năm 2014 khi đang trên đường đi từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh cùng với 239 người trên khoang. Đây được coi như vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không thế giới. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng mới đây, giới chức Altera lại bác bỏ giả thuyết cho rằng phi công của máy bay này đã thực hiện một vụ tự sát tập thể bằng cách điều khiển máy bay lao xuống Ấn Độ Dương. Cuộc tìm kiếm MH370 từ 4 năm qua vẫn chưa tìm ra lời giải đáp nào cho bí ẩn lớn nhất hàng không này. Thủ tướng Malaysia cho biết Malaysia có thể cân nhắc nối lại chiến dịch tìm kiếm nếu có manh mối đáng tin cậy. Cũng trong cuộc họp báo tại Malaysia thì tiến sĩ Kong So Chun, trưởng toán điều tra cho hay chiếc phi cơ lâm nạn đã vi phạm nhiều nguyên tắc phi hành đối với đài kiểm soát không lưu tại Malaysia và Việt Nam vì nó bị mất tích 20 phút trước khi bất cứ ai nhận ra điều này. Báo cáo mới cũng cho biết toàn bộ 4 thiết bị ELT chuyên về định vị của máy bay đều hỏng hóc, cho thấy chúng đã không phát ra những tín hiệu báo động thông thường nhằm giúp đài không lưu biết được vị trí của chuyến bay. Một chi tiết mới trong báo cáo là hành động khiến chiếc máy bay chệch khỏi lộ trình bay bình thường là hành động thao tác bằng tay do viên phi công thực hiện hay là từ một thế lực thứ ba nào đó chi phối, chứ không phải là do gãy cánh bay tự động. Ông John nói, chúng tôi không loại trừ giả thuyết có một bàn tay thứ ba chen vào khi chiếc máy bay đột ngột trở mũi quay lại. Chuyện này do một ai đó thao tác bằng tay chứ không phải là do gãy cánh máy bay tự động. Chuyển qua tình có liên quan đến Bắc Hàn thì thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc cái khả năng là có thể đưa binh sĩ Mỹ đến Triều Tiên để thực hiện sứ mệnh. Daily Star tin vừa mới đưa ra trong ngày hôm nay là quân đội Mỹ có thể sớm đưa quân đặt chân đến Triều Tiên để mà tìm kiếm tiếp tục hài cốt của các binh sĩ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên trong cái giai đoạn từ năm 1950 cho đến năm 1953. Cái thông tin này xuất hiện trong cái tình hình là Triều Tiên trong tuần vừa mới qua, trong ngày 27 tháng 7 đã bàn giao 55 chiếc hòm chứa hài cốt của quân nhân của Mỹ. Và cái tiết lộ về quân đội Mỹ có thể đặt chân đến Triều Tiên của đây là một cái tiết lộ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông James Mattis trong cuộc họp báo mới nhất tại Ngũ Giác Đài. Và ông James Mattis nhấn mạnh rằng nếu mà Triều Tiên cởi mở hơn trong những cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng thì có lẽ cái điều mà quân đội Mỹ có thể sớm đặt quân đến Triều Tiên có thể đang được cân nhắc trong cái kế hoạch đó. Riêng Tổng thống Donald Trump thì ông cũng lên tiếng cảm ơn Kim Jong-un đã giữ lời, vì khi mà nhận được 55 chiếc quan tài chứa hài cốt của quân nhân của Mỹ, đó là một cái kết quả đầu tiên mà người ta thấy trong sau cái cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore. Và hiện nay thì vẫn còn hơn 7.700 lính Mỹ không tìm thấy hài cốt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Khoảng 5.300 trong số này có thể đã nằm lại ở Triều Tiên. Và cái việc mà Triều Tiên vừa mới bàn giao 55 hài cốt lính Mỹ thì cho thấy đó là một cái kết quả nhỏ đã bắt đầu được thấy sau cái cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore. Bên cạnh đó thì lại có những cái vấn đề nghi ngờ là hiện nay nước Mỹ họ đang muốn xem xét thật sự là 55 cái hài cốt này có phải là của quân đội của Mỹ hay không. Trở lại với anh Thanh Vinh. Liên quan tới tin Triều Tiên, tức là người ta nghi vấn là Trung Quốc có thể tham gia tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.
Một quan chức cấp cao của phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đang xem xét cả khả năng và đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên giữa bốn bên, trong đó có cả Trung Quốc. Trả lời cuộc phỏng vấn báo giới ngày 31 tháng 7, quan chức trên nhấn mạnh chính quyền nước này chưa hề đề cập rằng nhất định chỉ có ba nước ký kết đình chiến sau chiến tranh Triều Tiên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ. Thay vào đó, Seoul đang xem xét cả khả năng đưa vào một hiệp định hòa bình giữa bốn bên, bao gồm cả Trung Quốc. Quan chức trên cho biết, cho tới nay, việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh được hiểu là một cách mặc định là do các nước có quan hệ thù địch với nhau đưa ra. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc muốn tham gia việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên thì không có gì là không thể. Điều quan trọng không phải là việc ba hay bốn bên tham gia quá trình tuyên bố chấm dứt chiến tranh, mà là việc thực hiện tuyên bố này như thế nào. Trong tuyên bố Panmunjom ký ngày 27 tháng 4, các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã nhất trí tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nay, đồng thời quyết định sẽ tích cực xúc tiến tổ chức các cuộc đàm phán ba bên Hàn Triều Mỹ hoặc là bốn bên Hàn Triều Mỹ Trung. Cho tới nay, thỏa thuận ngừng bắn năm 1953 trên bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ được chính thức thay thế bằng một hiệp ước hòa bình. Thỏa thuận ngừng bắn đó được ký bởi một bên là lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc, một bên còn lại là quan chức cấp cao của lực lượng đồng minh, đại diện là Mỹ. Hàn Quốc không tham gia ký vào thỏa thuận này, cho dù quốc gia này là một trong những bên tham chiến từ đầu. Bình Nhưỡng lâu nay muốn tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với sự tham gia của Mỹ và các bên khác trong chiến tranh Triều Tiên 1953, 1950, 1953, trong đó có Hàn Quốc và Trung Quốc. Sau khi mà ngày 27 tháng 7, khi mà chúng ta nhận được những tin tức là 55 hài cốt của quân nhân Mỹ vừa mới được Triều Tiên Bắc Hàn trao trả, thì thưa quý vị, bên cạnh đó, mới nhất trong ngày hôm nay thì lại có những cái tin tức là Triều Tiên đang sản xuất thêm tên lửa đạn đạo liên lục địa. Do những hình ảnh mà vệ tinh dò thám của Mỹ ghi nhận là nhà máy mà từng làm ra tên lửa đạn đạo liên lục địa, chúng ta nghe tới với cái từ là ICBM, có một tầm bắn đến Mỹ của Triều Tiên, đang có những cái dấu hiệu hoạt động trở lại. Theo lời của một viên chức Mỹ vừa mới cho biết, thì hình ảnh vệ tinh này cho thấy có phương tiện từng được dùng để vận chuyển ICBM trước đó di chuyển vào và ra khỏi cái cơ sở tọa lạc ở Seongnam-dong, ngoại ô của Bình Nhưỡng, và chưa có xác định rằng cái phương tiện chở là phương tiện nào. Và ngay cả tờ báo Washington Post cũng dẫn lời một số viên chức của nước Mỹ rất thạo những cái tin tình báo tiết lộ từ phía Bình Nhưỡng là Bắc Hàn Triều Tiên có thể vẫn tiếp tục đang sản xuất một hoặc hai ICBM tên lửa đạn đạo liên lục địa để dùng động cơ nhiên liệu lỏng. Và nguồn tin này cũng nhận định nếu thông tin này chính xác, những hình ảnh do vệ tinh chụp được, thì cái loại tên lửa mới ICBM này có khả năng sẽ được dùng để thử phương tiện tái nhập khí quyển và hệ thống dẫn đường lại còn tiên tiến hơn. Được biết là cái cơ sở Seongnam-dong là một cơ sở từng chế tạo hai quả tên lửa Hwaseong-15, tên lửa được tuyên bố là có khả năng tấn công toàn bộ lục địa của nước Mỹ. Sau bản tin này thì Tòa Bạch Ốc từ chối chưa đưa ra một bình luận về thông tin này. Còn bên phía văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc thì khẳng định tình báo giữa hai nước Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang theo dõi rất là chặt chẽ, nhất cử, nhất động từ phía Bình Nhưỡng. Tin về ASEAN và Trung Quốc chỉ có một dự thảo duy nhất cho bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Bản tin chuyển đi từ Singapore cho biết ASEAN và Trung Quốc đồng ý chỉ có một dự thảo cho bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông khi cuộc họp cấp ngoại trưởng của tổ chức ASEAN họp đầu tháng 8, ghi nhận với sự hài lòng rằng các nước thành viên của ASEAN và Trung Quốc đã đồng thuận về một bản dự thảo duy nhất của bộ ứng xử quy tắc. Tại kỳ họp thứ 15 giữa các viên chức cấp cao của ASEAN và Trung Quốc về vấn đề thực thi bản tuyên bố ứng xử của tất cả các bên Biển Đông, ông Thayer, chuyên gia về vấn đề Việt Nam và Á Châu của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, đã dẫn phần chú thích của bản dự thảo thông cáo chung kỳ họp thứ 51 cấp ngoại trưởng dự trù diễn ra tại Singapore vào đầu tháng 8.
Các cuộc họp giữa khối ASEAN và Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hầu tránh chung xung đột võ trang, không những khó khăn đồng thuận về quan điểm và lập trường mà còn cò kè tranh cãi từng câu, từng chữ, từng điểm một. Khi đưa ra bản tuyên bố vào năm 2002 tới nay đã 16 năm, nhưng bộ ứng xử Biển Đông vẫn chưa đạt được vì Trung Quốc tìm đủ mọi cách cản trở, chia rẽ khối ASEAN. Nay khi họ đã biến các đảo và đảo nhân tạo tại Hoàng Sa và Trường Sa thành những căn cứ quân sự khổng lồ trên biển trong tham vọng khống chế toàn bộ Biển Đông, bộ đàm phán vẫn còn nhúc nhích từng chút một. Theo các tài liệu mà ông Thayer có được và viết trong một bản phân tích trên tạp chí Diplomat ngày 27 tháng 7 năm 2018, căn cứ trên bản phúc trình nội bộ của ASEAN, thì các bên phải giữ kín bản dự thảo này. Trong tiến trình đàm phán, bản dự thảo duy nhất sẽ là căn bản để đàm phán cho bộ ứng xử Biển Đông là tài liệu sống. Các bên đàm phán có quyền tham khảo với các cơ quan địa phương của mình và đệ nạp bổ sung mới thay đổi. Bản dự thảo duy nhất sẽ được đệ nạp cho hội nghị ASEAN và các đối tác tiếp theo của hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc. Các bên đàm phán đồng ý với nhau là bản dự thảo duy nhất sẽ được đọc 3 lần tại buổi họp cấp chuyên viên đàm phán. Theo nhận định của ông Thayer, nhiều phần, lần đọc dự thảo duy nhất để đàm phán dự trù sẽ diễn ra tại Siem Reap, Campuchia vào khoảng đầu tháng 9. Và lần đọc thứ hai, dự trù diễn ra vào ngày 23 và 26 tháng 10 ở Manila. Trước tháng 6 năm nay có nhiều bản dự thảo khác nhau của các nước, nhưng nhạy cảm về chính trị và chủ trương riêng gây khó khăn để đàm phán. Nay mới có bản dự thảo duy nhất đó thì 10 nước ASEAN và Trung Quốc cộng lại là 11 thành viên đàm phán trong một dự thảo duy nhất. Tuy nhiên, dù người ta nhìn thấy có tí ánh sáng le lói ở cuối đường hầm, nhưng theo ông Thayer, cần phải thực thi đầy đủ và toàn diện, thì cái bản chính từ năm 1202 như điều kiện tiên quyết để có thể thực thi. Hiệp ước này kêu gọi sự hợp tác trong 5 lĩnh vực: bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu hải dương, an toàn hải hành và liên lạc trên biển, hoạt động tìm kiếm và cấp cứu, chống tội ác xuyên quốc gia gồm cả chống hải tặc, buôn lậu ma túy và buôn bán vũ khí lậu. Hà Nội thì hậu thuẫn cho một bộ ứng xử có ràng buộc pháp lý, trong khi Bắc Kinh thì chống lại và với sự về hùa của một số nước thành viên ASEAN, đặc biệt là Cambodia. Liên quan đến vấn đề Biển Đông thì hiện nay, thưa quý vị, đang có rất là nhiều cuộc tập trận hải quân tăng mạnh trên Biển Đông, làm cho Trung Quốc giận dữ. Tập trận chung ở Biển Đông, cái đó lại hâm nóng cái quan hệ giữa hai nước, đó là Mỹ, Philippines. Và Malaysia đã lên tiếng là sẽ cứng rắn hơn trong cái vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Và ngay cả ông Tổng thống của Malaysia, Philippines, thưa quý vị, ông Duterte, thì lần đầu tiên ông cũng lên tiếng và ông thề sẽ bảo vệ những lợi ích của Philippines ở Biển Đông. Ông Duterte hoàn toàn có một cái sự cứng rắn hơn, và một bài diễn văn ông đọc trước người dân của Philippines đã tuy là đã bị hoãn lại vì cuộc đấu đá để giành quyền lãnh đạo tại Hạ viện, giữa lúc đang có những cái dấu hiệu cho thấy là ông cựu tổng thống Philippines, đó là ông Gloria Arroyo, đang quay lại chính trường của Philippines. Và một cái bản tin của tờ The South China Morning Post tường thuật rằng trong bài diễn văn kéo dài một tiếng đồng hồ thì ông Duterte đã tuyên bố là quan hệ được cải thiện với Trung Quốc không có nghĩa là Philippines bị lung lay, không bảo vệ những lợi ích của đất nước của chúng ta ở ngay biển Tây của Philippines, tức là Biển Đông, theo cách gọi của người Philippines. Ông Duterte đã không đi sâu vào chi tiết. Tuy nhiên, ông khẳng định là Trung Quốc và Philippines đang giải quyết những vấn đề này thông qua ngoại giao. Ông nói rằng hai nước đang chia sẻ những tin tình báo liên quan tới những loại ma túy bị nghiêm cấm. Và chính nhờ những tin tức này mà giới hữu trách của Philippines đã phát hiện một số những phòng thí nghiệm sản xuất ma túy đá do cái gọi là băng đảng Wu điều hành. Ông Duterte còn đề cập tới cuộc tranh chấp hàng hải vài ngày sau khi mà một công ty thăm dò công luận, tức là Pulse Asia, công bố một kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy là 73% người dân Philippines muốn chính quyền phải ủng hộ phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế
tại La Hay, trao phần thắng cho Philippines trong vụ kiện Trung Quốc ra trước tòa về vụ tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Cái cuộc thăm dò này thì thấy đưa ra những con số, thưa quý vị, là 74% người dân Philippines tin tưởng vào Hoa Kỳ, 45% tin tưởng ở Nhật Bản, 32% thì tin tưởng ở nước Úc, và chỉ có 17% người dân Philippines tin tưởng vào Trung Quốc. Thành thử các nhà ngoại giao của các nước vừa được nêu ra, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và ngay cả Trung Quốc, vừa nêu đã có mặt tại Quốc hội để nghe bài diễn văn của ông Tổng thống Philippines ông Duterte. Nhưng bài diễn văn này lại không đề cập tới những nước vừa mới được nêu ra, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Úc, mặc dù là ông Duterte có nhắc tới ASEAN. Và thưa quý vị, ông Duterte đã tới Hạ viện đúng giờ để đọc bài diễn văn về tình hình đất nước. Tuy nhiên, ông phải giải quyết cái vụ bế tắc giữa ông Alvarez và bà Arroyo, hai đồng minh chính trị thân cận nhất của ông, và những nhà bình luận chính trị ở ngay tại Philippines thì lên tiếng cho rằng là bà Arroyo này có kinh nghiệm và ảnh hưởng để mà dìu dắt Hạ viện của Philippines trong cái tiến trình để chuyển đổi sang một hệ thống liên bang của chính ông Duterte, và có thể nhắm chức tổng thống một khi mà ông Duterte kết thúc nhiệm kỳ của ông ta ở Philippines. Tin tức về Biển Đông, chính quyền Manila tỏ ra quan ngại về việc Trung Quốc ngày càng có thêm những hành vi cảnh cáo tàu thuyền và máy bay của Philippines qua sóng radio, khi các phương tiện này hoạt động gần các tiền đồn mà Bắc Kinh đã bồi đắp tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Trả lời hãng tin Mỹ AP ngày 30 tháng 7, hai quan chức Philippines đã cho biết như trên. Theo AP, một báo cáo của chính phủ Philippines mới đây đã xác nhận rằng chỉ riêng trong nửa cuối của năm 2017 đã có ít nhất là 46 lần phi cơ quân sự Thái Lan quân sự Philippines nhận được những lời cảnh cáo qua vô tuyến điện tử của Trung Quốc khi bay tuần tra gần các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp tại quần đảo Trường Sa. Mục đích của Trung Quốc, theo bản báo cáo, là cản trở công việc giám sát của Philippines tại vùng biển của mình. Theo một quan chức Philippines, chính quyền Manila đã từng hai lần bày tỏ thái độ quan ngại nhân các cuộc tiếp xúc với phía Bắc Kinh, trong đó có cuộc gặp tại Manila vào đầu năm nay để bàn về tranh chấp biển đảo giữa hai bên. Điều đáng nói là nếu trước đây những cảnh cáo kiểu này thường do tàu tuần duyên Trung Quốc đưa ra, thì gần đây, theo giới chức quân sự, tín hiệu cảnh báo được phát đi ngay từ các đảo nhân tạo do Trung Quốc chiếm giữ. Trên các đảo này, Bắc Kinh đã lắp đặt các hệ thống thông tin và giám sát mạnh hơn, ngoài các vũ khí như tên lửa phòng không. Báo cáo của chính quyền Philippines đã nêu cụ thể trường hợp một chiếc phi cơ của không quân Philippines vào cuối tháng Giêng, khi tuần tra các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Thoạt đầu, chiếc máy bay này nhận được lời cảnh cáo là đang đe dọa tới an ninh của đảo Trung Quốc và phải rời đi ngay lập tức để tránh sự hiểu lầm. Nhưng chỉ ít lâu sau, lời cảnh báo đã biến thành hãy rời đi ngay lập tức, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả có thể xảy ra. Và sau lời cảnh cáo, phi công Philippines đã nhìn thấy hai tín hiệu pháo sáng được phóng ra từ hòn đảo do Trung Quốc chiếm giữ đã được xác nhận là đá Girvan. Vào tháng 4 năm ngoái 2017, lực lượng Trung Quốc đã từng dùng sóng radio tung ra những lời đe dọa để đuổi hai phi cơ quân sự của Philippines, chở các quan chức Philippines và khoảng 40 nhà báo tới đảo Thị Tứ, gần các đảo do Bắc Kinh kiểm soát ở Trường Sa. Trả lời câu hỏi của AP, Trung tá Gray Doss thuộc Hạm đội 7 Hoa Kỳ cũng xác nhận là tàu, thuyền và máy bay của Mỹ cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng những lời cảnh cáo của Trung Quốc trên Biển Đông. Xin mời Lê Ngọc. Dạ vâng, và hiện nay thì thưa quý vị, nỗi lo sợ của nước Mỹ cũng đang lo sợ cái vấn đề mà một cái mối đe dọa từ Trung Quốc sẽ có thể tạo ra một cái tình huống chưa từng thấy kể từ khi mà cái vấn đề quan hệ giữa hai nước vào năm 1972 mà được cho là đã tan băng. Và các sinh viên của Trung Quốc và ngay cả những chuyên gia của Trung Quốc và thậm chí là người Mỹ gốc Hoa, họ cũng cảm thấy là họ không thuộc về nước Mỹ. Thành thử cái nỗi lo của nước Mỹ về Trung Quốc ngày càng tăng, và đặc biệt là chúng ta đang biết là có một cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Và báo chí thì chứa đầy những câu chuyện về Nga luôn cố gắng ảnh hưởng đến những cái cuộc bầu cử của nước Mỹ, rồi ngay cả các nhà khoa học bị bắt giữ như là gián điệp của Trung Quốc, và những cái câu hỏi về lòng trung thành của các nhà lãnh đạo và những viên chức Mỹ của hiện nay, những sự nghi ngờ dấy lên những sự tranh cãi, và chúng ta thấy cái làn sóng chống và ủng hộ với lại Tổng thống Donald Trump lúc nào cũng là nóng bỏng sôi nổi. Thì mỗi ngày liệu chúng ta có đọc nguồn từ Hoa Kỳ, châu Âu hay là ở Trung Quốc hay không? Và có những cái thảo luận về sự thù địch và sự sợ hãi ngày càng tăng. Và là một người mà, thưa quý vị, khi mà chúng ta sống ở nước Mỹ ở cái thời điểm hiện nay, có quá nhiều những sự nghi ngờ, những sự đấu đá giữa những gọi là ở nước Mỹ, và ngay cả những chính sách của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tạo ra có quá nhiều những cuộc chiến tranh cả trong vấn đề chính trị và thương mại. Thì những cái câu hỏi người ta đang đặt ra rất là nhiều, thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump, ông có thật sự là gọi là một nhà đàm phán vĩ đại, hay chính ông là một tổng thống bị giật dây dưới sự ảnh hưởng của ông Putin? Tất cả những sự việc này thì quý vị cũng đã theo dõi trong những ngày tháng vừa mới qua ở ngay trên làn sóng của đài NPR với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, thì có rất là nhiều những câu hỏi, và cái sự thật chúng ta cũng đang chờ đợi từ những sự điều tra của toán của ông công tố viên đặc biệt của ông Robert Mueller. Và trong ngày hôm nay thì thưa quý vị, mọi người cũng đang chờ đợi xem phiên tòa xử ông Paul Manafort như thế nào, vì có những cái tin tức cho thấy là ông Manafort này, ông đã kiếm được hơn 60 triệu đô la ở Ukraine. Thì theo lời của những quan tòa công tố trong vụ điều tra Nga chen vào bầu cử Mỹ năm 2016, thì ông Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Donald Trump, kiếm hơn 60 triệu Mỹ Kim, và tiền này là tiền của một đảng chính trị ở Ukraine đã trả cho ông trong cái vai trò cố vấn cho họ. Và từ những cái điểm này thì toán của ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller, họ có những cái sự điều tra mà thật sự tới ngày hôm nay thì chúng ta cũng chưa được biết, nhưng trong những ngày sắp tới có thể sự thật nó sẽ dần ló ra. Và trong ngày hôm nay tại phiên tòa ở Virginia, ông Paul Manafort, ông sẽ đối diện với những cáo trạng gian lận về ngân hàng và thuế. Và đảng chính trị mà chi tiền cho ông ở Ukraine đó là đảng có cái tên là Party of Regions, cũng như ông cũng từng làm cố vấn cho cả ông cựu tổng thống Ukraine, đó là ông Viktor Yanukovych. Và trong tòa án trong ngày hôm nay, thưa quý vị, những công tố viên cũng cho hay những chi tiết này đó là một điều rất là cần thiết để chứng minh ông Paul Manafort đã kiếm được bao nhiêu tiền và đã không chịu trả thuế. Và ông Manafort đã biết rõ chuyện ông được chi trả thông qua những chương mục tại ngân hàng ngoại quốc mà ông lại không khai báo cho chính phủ của Hoa Kỳ. Từ năm 2014 trở đi thì ông cũng đã bắt đầu khai man về vấn đề ngân hàng sau khi làm ăn thua lỗ ở Ukraine, và ông từng làm cố vấn chính trị và vận động hành lang cho cựu tổng thống Ukraine Yanukovych, và có liên hệ đến một số lần bầu cử ở ngay tại quốc gia này. Và các công tố viên trong ngày hôm nay họ đã sẽ dẫn ra những cái bằng chứng về việc ông Paul Manafort kiếm rất nhiều tiền là cần thiết nhằm soi sáng đến chuyện ông có liên quan đến những nhà tài phiệt của Ukraine ra sao. Các tay tài phiệt này ủng hộ đảng Party of Region và chi trả tiền cho ông Paul Manafort như thế nào. Và trở lại với cái vụ Tổng thống Yanukovych bị lật đổ trong năm 2014 là điều rất đáng nói. Theo lời của Ủy ban mà đang điều tra về vấn đề Nga có liên quan tới bầu cử của Mỹ năm 2016 hay không, vì nó sẽ dần dần ló ra những chi tiết. Một cái điều mà hiện nay nước Mỹ họ đang để ý tới là những cái tiền trong cái vấn đề tranh cử, trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống năm 2016 của ban cố vấn tranh cử của ông Donald Trump trong thời gian đó có liên quan đến những cái công ty của nước Nga hay không. Cái câu trả lời chúng ta chắc chắn sẽ có trong những ngày sắp tới.
Bên cạnh những cái âu lo của người Mỹ ở trong nước Mỹ về cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ, thì có một cái đánh giá là giới thượng lưu của Trung Quốc đang nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump đang chiến thắng. Tin ghi rằng Giám đốc Hội đồng Đối ngoại Âu Châu Max Leonan đã dành một tuần ở Bắc Kinh để nói chuyện với các quan chức và giới trí thức, và ông nói nhiều người ở Bắc Kinh đã nhận thức kỹ năng của Tổng thống Trump là một chiến lược gia và là một chiến thuật gia. Giới thượng lưu của Trung Quốc nghĩ rằng mục tiêu của Tổng thống Mỹ là việc tái lập trật tự toàn cầu. Họ nghĩ rằng ông Trump cảm thấy ông nhận thức sự suy giảm tương đối của quốc gia vĩ đại của mình. Nó không phải là thứ tự hiện tại mà không có lợi cho Hoa Kỳ. Vấn đề là nó có lợi cho người khác nhiều hơn về mặt tương đối. Các liên minh hiện tại và các tổ chức quốc tế đang hạn chế Mỹ và tạo điều kiện cho sự gia tăng của Trung Quốc. Trong mắt Trung Quốc, phản ứng của ông Trump là một hình thức phá hủy sáng tạo. Ông đang phá hủy hệ thống các tổ chức hiện có, từ Tổ chức Thương mại Thế giới tới Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ đối với NATO và thỏa thuận về hạt nhân Iran, và bước đầu tiên hướng tới là việc đàm phán lại trật tự thế giới với các điều kiện thuận lợi hơn đối với Washington. Khi trật tự bị phá hủy, giới trí thức Trung Quốc tin rằng ông Trump sẽ chuyển qua giai đoạn 2 là đàm phán để mối quan hệ giữa Mỹ với các cường quốc khác, bởi vì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Họ có thể thương lượng với các nước khác từ các vị trí sức mạnh thay vì thông qua các tổ chức địa phương. Ông là vị tổng thống đầu tiên trong hơn 40 năm đánh mạnh Trung Quốc trên ba mặt trận cùng một lúc: thương mại, quân sự và tư tưởng. Họ mô tả ông như một chiến thuật gia chính, tập trung vào một số vấn đề trong thời điểm để giải tỏa càng nhiều nhượng bộ càng tốt. Họ nói một cách khéo léo mà ông Trump đã đối xử với Chủ tịch Tập Cận Bình. Hãy xem cách ông Trump đối xử với Bắc Triều Tiên. Một người nói, ông ấy đã làm cho ông Tập Cận Bình đồng ý với các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, tạo ra một cuộc xung đột kinh tế giữa Trung Quốc và Bắc Hàn. Nhưng họ cũng thấy ông Trump là một nhà chiến lược, sẵn sàng tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn ở mỗi khu vực khi không có thêm nhượng bộ và sau đó bắt đầu một mặt trận mới. Giới trí thức Trung Quốc cảm thấy rằng ông Tập đã phản ứng hơi quá và lo lắng cho rằng là đó là một sai lầm để chống lại Hoa Kỳ về mặt kinh tế và quân sự ở Biển Đông. Ông ủng hộ các nhượng bộ kinh tế và một sự rút lui từ các chiến thuật hung hăng đã mô tả chính sách đối ngoại gần đây của Trung Quốc. Nếu đây thực sự là một quan điểm chung của giới thượng lưu Trung Quốc, thì điều này có khả năng xảy ra, danh tiếng của ông Tập Cận Bình đã bị tổn thất khá nặng nề. Trong khi đó thì kinh tế tại nước Mỹ trong ngày hôm qua thì lại có những cái con số nó đưa ra cho thấy là một con số về chứng khoán của Mỹ đã bị sụt giảm, mà đây lại là toàn bộ, thưa quý vị. Thành thử trong cái thời gian mà với những cái chính sách mới về thương mại của Tổng thống Donald Trump, nó có một cái sự chao đảo. Thành thử cái sự thành công về kinh tế của nước Mỹ nó có giữ lại trong một cái thời gian lâu dài hay không thì chúng ta sẽ được chứng minh qua cái thời gian. Nhưng mới đây thì một cái làn sóng bán tháo trên diện rộng của các cổ phiếu công nghệ đã khiến cho cả ba chỉ số của mà đây là ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống ngay lập tức trong ngày đầu tuần, ngày thứ hai, ngày 30 tháng 7. Chỉ số Nasdaq Composite lần đầu tiên trong 3 năm đã bị sụt điểm, thưa quý vị. Trong 3 ngày liên tiếp, chỉ vài ngày sau khi đó thì mới được đạt lại cái mức trở lại. Và những thông số mới nhất mà Reuters đưa ra, tính cho đến chiều của ngày hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm tới hơn 144 điểm. Rồi chỉ số S&P 500 cũng giảm hơn 16 điểm. Rồi trong khi đó chỉ số Nasdaq Composite cũng tuột tới hơn 107 điểm, tất nhiên là ba con số chính của thị trường chứng khoán của Mỹ đã bị rớt xuống, cũng đã bị dao động. Trong khi đó, chính phủ của nước Mỹ cũng lên tiếng và cho biết là chính phủ Mỹ có thể phải vay mượn một số tiền, mà số tiền này là một số tiền lớn nhất trong 8 năm. Nó rất là nghịch lý với những gì mà chúng ta đã nghe được từ Bộ Tài chính Mỹ công bố cho chúng ta biết, là cái con số GDP đạt được tới 4,1% là một con số cao nhất trong vòng 4 năm qua từ năm 2014.
Thì bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng cho thấy là ngày 30 tháng 7, ngày thứ Hai, thì bộ này đã phải loan báo rằng chính quyền của nước Mỹ, chính quyền liên bang đang phải có một cái kế hoạch vay mượn thêm tới 329 tỷ Mỹ Kim trong cái tam cá nguyệt lần thứ 3 năm nay, tức là trong 3 tháng này, thưa quý vị. Đây là số tiền lớn nhất mà chính quyền của Mỹ phải đi vay cho tam cá nguyệt thứ 3 trong vòng 8 năm qua, trong cái tình hình là nước Mỹ phải đối mặt với cái vấn đề đó là thâm hụt ngân sách ngày càng lớn. Bộ Tài chính Mỹ cho biết cái khoản vay này dự kiến cao hơn 74% so với cái khoản vay 189 tỷ đô la vào hồi tam cá nguyệt thứ 3 của năm 2017. Do đó cái số tiền đi vay lần này là lớn nhất trong tam cá nguyệt thứ 3 của Mỹ kể từ năm 2010, tức là trong vòng 8 năm. Mặc dù là chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngay cả hồi đầu tháng thì ông cũng đã thông báo rằng thâm hụt ngân sách trong năm 2018 sẽ tăng lên tới 890 tỷ và sẽ tăng thêm nữa lên tới con mức là 1.100 tỷ Mỹ Kim vào năm tới, năm 2019. Thành thử bên cạnh đó, những người họ chỉ trích chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump đã cho rằng khoản thâm hụt ngân sách này là do cái kết quả của cái chính sách giảm thuế trị giá tới 1.500 tỷ Mỹ Kim mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cho Quốc hội thông qua hồi tháng 12 của năm 2017. Do đó, Tổng thống Donald Trump ông cũng đã phản bác lại rằng cái việc cắt giảm thuế này sẽ có tác dụng cân bằng lại ngân sách khi mà sự tăng trưởng của kinh tế nước Mỹ được củng cố trong những năm kế tiếp. Và chính quyền của Tổng thống Trump đã dự báo rằng cái vấn đề thâm hụt ngân sách đã có thể sẽ vọt lên tới cái mức 1.100 tỷ Mỹ Kim trong năm 2019 và sẽ giữ ở cái mức trên 1.000 tỷ đô la trong 3 năm liên tiếp cho đến năm 2021, rồi sau đó mới sẽ giảm xuống. Và lần duy nhất trước đây mà chính phủ Mỹ từng chịu thâm hụt ngân sách từ 1.000 tỷ trở lên là trong giai đoạn từ năm 2009 cho đến năm 2012, khi mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama vào thời điểm đó phải vật lộn với những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2008 do cựu Tổng thống George W. Bush đã để lại vào đợt suy thoái sau đó. Thưa quý vị, do đó cái vấn đề mà kinh tế của nước Mỹ thì chúng ta thấy nó luôn có những cái khó khăn, những cái sự dao động rất nhiều. Trong ngày hôm vừa mới đây, do cái sự mà chính phủ, Bộ Tài chính của nước Mỹ lên tiếng là họ phải vay mượn một cái số tiền lớn nhất trong 8 năm qua đã dấy lên một cái sự lo ngại cho những nhà chuyên môn về kinh tế. Cuộc chiến tranh mậu dịch qua chung, nhiều nước đang phát triển sẽ được hưởng lợi. Theo công ty cung cấp dịch vụ kho hàng và vận chuyển Carry ở Network do tỷ phú Robert Kohler, người giàu nhất Malaysia, làm chủ, đang được hưởng lợi từ cuộc chiến mậu dịch diễn ra giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Nguyên do là vì các công ty ngoại quốc đã đưa cơ sở sản xuất của họ ra khỏi lục địa Trung Quốc sang các xứ khác như đảo Penang của Bắc Malaysia nhằm tránh nguồn gốc làm tại Trung Hoa và để không bị tăng thuế theo chính sách của Tổng thống Donald Trump. Tổng giám đốc điều hành của công ty Carry nói với tờ báo South China Morning Post rằng khách hàng của công ty từ tháng 3 đã khởi sự chuyển một phần sản xuất của họ sang các quốc gia châu Á khác, nơi họ cũng đang có những cơ sở hoạt động. Cuộc chiến mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang buộc các khách hàng của công ty Carry phải chuyển việc sản xuất sang các quốc gia khác cũng thành viên ASEAN hay các quốc gia vùng châu Mỹ Latin để tránh việc tăng thuế nhập cảng lên tới 25%. Ông Ma nói rằng, dù có sự di chuyển sang đâu đi nữa, điều này cũng khiến cho lượng hàng hóa của công ty Carry vận chuyển cũng như cho bốn kho bãi đều tăng lên. Đây là cuộc tái phối trí địa bàn sản xuất trên toàn thế giới, ông Na nói. Công ty Carry là một trong những công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển và kho bãi lớn nhất Á Châu, do ông Coles thành lập năm 1982. Nhà tỷ phú này đã có tài sản khoảng 14 tỷ 6 đô la, theo tạp chí Forbes. Ông Martin đoán rằng
cuộc tái phối trí địa bàn sản xuất hiện nay đang xảy ra sẽ đưa đến việc gia tăng mậu dịch giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Malaysia, Việt Nam, Miến Điện và Lào, và sẽ thấy bắt đầu từ 6 tháng sau cùng một năm nay. Ông Ma cũng tin rằng đây là chiều hướng sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. Quan hệ của Mỹ và Iran trong thời gian vừa mới qua thì chúng ta đã thấy nó có vẻ xấu đi kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 5 trong năm nay, khi mà ông tuyên bố rút ra khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện, tức là JCPOA, do Mỹ cùng với các nước trong đó có Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và Đức đạt được với lại Tehran hồi năm 2015, mở đường cho việc tái áp đặt lại trừng phạt. Thì thưa quý vị, thời gian gần đây có những cái cuộc khẩu chiến giữa cả hai nhà lãnh đạo của Iran và nước Mỹ đã tiến hành cái cuộc khẩu chiến rất là mãnh liệt, cứng rắn đối với nhau. Thì trong ngày hôm qua, cố vấn của Tổng thống của Iran, ông Rouhani, tuyên bố là Mỹ nên quay lại thỏa thuận hạt nhân của năm 2015 để mở đường cho một cái cuộc đàm phán giữa hai nước. Và tuyên bố của ông cố vấn của Tổng thống Iran Rouhani là ông Abu Talabi được đưa ra, và Tổng thống Donald Trump ông cũng lên tiếng, ông khẳng định là ông sẵn lòng gặp lãnh đạo của Tehran vào bất cứ lúc nào và cũng không cần một điều kiện gì. Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua là không có điều kiện gì, họ muốn gặp thì chúng tôi sẽ gặp bất cứ lúc nào mà họ muốn. Phía bên Tòa Bạch Ốc cho biết là việc Tổng thống Trump phát đi cái tín hiệu là ông sẵn lòng đối thoại không có nghĩa là chính quyền Washington từ bỏ ý định sử dụng trừng phạt để mà gây sức ép buộc Iran phải thay đổi cách hành xử. Và ngay lập tức, thưa quý vị, Tổng thống, sau khi mà Tổng thống Trump nói là sẵn sàng gặp Tổng thống Iran không cần điều kiện gì, thì bên phía Tehran lại lập tức từ chối thẳng thừng. Tờ báo Boston Globe là đưa lên cái bản tin là Iran lý giải rằng đối thoại với Mỹ là không thể bởi chính sách thù địch của chính quyền của Tổng thống Donald Trump, và thông điệp này dường như khép lại cánh cửa dẫn đến cái cơ hội đối thoại giữa hai bên. Trong khi đó, trong ngày hôm qua thì đã có những cái hy vọng là sẽ có một cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran. Tại cuộc họp báo ở ngay tại Tòa Bạch Ốc với Thủ tướng của nước Ý, đó là ông Giuseppe Conte, Tổng thống Trump khẳng định ông sẵn sàng gặp gỡ bên phía Iran, và ngay cả Tổng thống Trump còn so sánh cái khả năng gặp mặt trực tiếp với lại ông Rouhani với những cuộc gặp cả giống như là với là ông Kim Jong-un và ông Putin. Và ông cũng còn lên tiếng là không có gì sai khi mà có những cái cuộc gặp, những cái cuộc họp như là cuộc họp thượng đỉnh ở tại Singapore, ở ngay tại Helsinki. Nhưng một sự kiện tương tự giữa Tổng thống Trump và ông Rouhani dường như đang được cho là khó có thể diễn ra trong tương lai gần, đặc biệt khi mà giới chức ở Tehran đang rất giận chuyện là Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã mất rất là nhiều năm đàm phán với chính quyền của ông Barack Obama cùng với năm nước khác. Thành thử Boston Globe đã dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Iran cho biết rõ lập trường của Iran tại cuộc họp báo ở Tehran rằng với nước Mỹ hiện thời và với những chính sách thù địch đó, chắc chắn sẽ không có một cuộc họp hay là có một cái cuộc đối thoại ràng buộc nào cả. Và Mỹ đã chứng tỏ với những chính sách của Tổng thống Donald Trump là nước Mỹ hiện nay không đáng tin nữa. Và bên trong lúc những cái tin tức cũ cho biết là Mỹ không công nhận Nga sáp nhập Syria, và Tổng thống Putin thì cho rằng Nga không bao giờ trả lại Syria cho Ukraine, thì ngày hôm nay là Thủ tướng Nga đã tuyên bố sáp nhập hoàn toàn Syria vào hoặc là Liên bang Nga. Trích bài phát biểu ngày 30 tháng 7, Thủ tướng Nga Medvedev trước chính quyền thành phố cho biết Syria đã hoàn toàn sáp nhập với Nga về mặt kinh tế và cơ sở hạ tầng và tư pháp. Chúng tôi đã đối mặt với một nhiệm vụ chưa từng trải qua về cả quy mô lẫn mức độ khó khăn. Chúng tôi đã sáp nhập hệ thống luật pháp, cơ sở hạ tầng và kinh tế của bán đảo Syria này với toàn nước Nga.
Hiện tại, chúng tôi có thể tuyên bố rằng giai đoạn khó khăn nhất đã qua và chúng tôi đã bắt đầu một chế độ ổn định hơn đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Thủ tướng Nga cho biết rằng trong quá trình sáp nhập, Nga đã bắt tay xây dựng hàng loạt các công trình quan trọng như hệ thống lưới điện, hệ thống cấp nước, hệ thống năng lượng và mạng lưới giao thông. Cơ sở vật chất và đường xá trên bán đảo không được tu sửa từ thời Liên Xô và chúng gần như đã xuống cấp trầm trọng. Mục tiêu chủ chốt của chúng tôi là tạo nên những điều kiện sống tốt hơn cho người dân trên bán đảo. Cùng ngày, 30 tháng 7, Thủ tướng Nga đã tham gia vào lễ hạ thủy tàu đại cánh ngầm chở khách mới của Nga. Tàu này sẽ bắt đầu chuyên chở hành khách giữa Savatopos và Zata từ ngày 1 tháng 8. Chúng ta nhớ lại năm 2014, người dân Sima đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định ly khai Ukraine và sáp nhập trở thành một vùng lãnh thổ thuộc Nga. Sima là vào thời điểm đó đã lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn, các hệ thống đường cao tốc, tàu hỏa, nguồn điện, khí, dầu, phú đốt đều phụ thuộc vào Ukraine, trong khi phương Tây cũng áp đặt những biện pháp cấm vận, trừng phạt. Những khó khăn về mặt kinh tế và hàng loạt các lệnh trừng phạt trên, nhưng Nga vẫn thể hiện quyết tâm cải tạo và xây dựng vùng bán đảo. Nga đã bắt tay xây dựng cây cầu thế kỷ nối liền Sima và lãnh thổ Nga trên eo biển Kerch vào tháng 5 năm 2018. Cầu đã thông xe sớm hơn dự kiến nửa năm và trở thành tuyến giao thông huyết mạch kích thích cho vùng bán đảo phát triển kinh tế, du lịch và giúp cho cuộc sống người dân trở nên tốt hơn. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Sau đó anh Thanh Vinh và Lê Ngọc sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày thứ ba hôm nay. Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center, tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài ba của miền Nam Việt Nam, Trung tâm Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu Paris by Night 125 với chủ đề Chiều mưa biên giới, nhằm giới thiệu kho tàng âm nhạc phong phú mà cố nhạc sĩ, đại tá quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Đông đã để lại cho chúng ta. Những tác phẩm một thời vang bóng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chắc chắn sẽ gợi lại cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm và còn nhiều khám phá mới lạ khác được gói ghém trong cuốn DVD này. Paris by Night 125 Chiều mưa biên giới phát hành vào cuối tháng 7 2018. Quý vị muốn có DVD đặc sắc nhiều kỷ niệm này, xin liên lạc các đại lý và trung tâm Thúy Nga. Mua online xin vào thuynga.shop.com. Xem digital online xin vào thuynga.com. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời. Kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron khắp 15 chi nhánh trên toàn Hoa Kỳ đồng loạt đại hạ giá đến 80% off. Nồi cơm điện làm tại Nhật, giảo Hàn Quốc, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp 15% off. Máy sấy tóc dưỡng da Collagen Made in Japan 179 đồng. Labo Karaoke tặng quà đặc biệt. Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 188 đồng một tháng. Trả góp 4 năm không tìm lời, tặng quà 600 đồng. Khách hàng đến sớm được chọn mẫu ghế. Dreamway Go Signature Collection. Nệm cứng chống đau lưng Lamborghini Italy. Nệm lông cũ LV Style. Nệm mắt Reflex Italy làm từ lông đặc đà bơm ngựa 35% off, tặng bộ giường 3.000 đồng. Máy rung đang mở giảm cân Dr. Fuji bớt 2.000 đồng. Bàn ăn bằng đá thiên nhiên Sofaya 100% made in Italy 50% off chỉ 2.999 đồng. Ghế Fuji Medic made in Japan massage lăn đá nóng 4 triệu từ cổ đến sau bóp lòng bàn chân rất tuyệt vời chỉ 6.998 tặng quà 2.100 đồng. Sổ số miễn phí kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron, giải độc đắc xe Lexus SUV 2018 cùng nhiều quà thưởng tổng trị giá 100.000 đô la. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999 703-237-8999.
văn phòng của đài NPR Nationwide Việt Radio, hợp tác với văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ California, đảm trách mọi dịch vụ di trú, bao gồm bảo lãnh đoàn tụ, vợ chồng, hôn thê, hôn phu, con cái, cha mẹ, anh chị em, nhận khiếu nại những hồ sơ đã bị trục xuất, nhận đại diện biện hộ những hồ sơ trục xuất trước tòa di trú, hoạch định di sản, estate planning, living trust, AB trust, power of attorney, giấy ủy quyền, will, healthcare directive, tham khảo miễn phí trực tiếp với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Ngoài ra, văn phòng của đài NPR còn chuyên về đầu tư tài chính, quỹ hưu IRA annuity, bảo hiểm nhân thọ ngắn và dài hạn, bảo hiểm sức khỏe Obamacare, Medicare, bảo hiểm xe và nhà cho cá nhân cũng như những cơ sở thương mại nhỏ và lớn. Để lấy hẹn, xin quý vị hãy gọi ngay cho Lệ Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326 hoặc 703-992-6100. Xin mời quý vị xem bản một số những bản tin liên quan tới Việt Nam. Ngày 28 tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật với hai tướng công an là Trung tướng Bùi Văn Thành và Thượng tướng Trần Việt Tân, cùng một tướng quân đội là Thượng tướng Phương Minh Hòa. Đáng chú ý ở đây là chính thức xác nhận và những công bố thông tin những sai phạm của tướng Thành liên quan tới vụ án Vũ Nhôm. Theo những thông tin từ các báo đài Việt Nam, vừa qua tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư với sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét những tờ trình của Ủy ban Kiểm soát Trung ương và việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Thượng tướng Công an Trần Việt Tân, Trung tướng Công an Bùi Văn Thành và Thượng tướng Quân đội Phương Minh Hòa, theo đó, Bộ Chính trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an, Thượng tướng Trần Việt Tân, sinh năm 1955, quê quán ở Thái Bình, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm soát giám sát và đã ký một số văn bản vi phạm về bí mật, bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành công an và cá nhân ông Tân, gây dư luận xấu trong xã hội. Căn cứ từ quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị cũng quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Việt Tân bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 11-16 và giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý hành chính. Kế tiếp là đối với Thượng tướng Quân đội ông Phương Minh Hòa, thì Ban Bí thư Trung ương Đảng nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy và Chính ủy, Phó Chính ủy, ông ngoài chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng trong nhiệm kỳ năm 10 và 15, đã vi phạm một số những nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành không nghiêm quyết định của Quân ủy và Bộ Quốc phòng, sở về sử dụng đất quốc phòng và đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng nhưng chưa sử dụng ngay cho mục đích, thiếu trách nhiệm và buông lỏng lãnh đạo, và để thiếu kiểm soát giám sát nhiều tổ chức, ký nhiều văn bản giao đất và phê duyệt phương án làm kinh tế không đúng quy định. Vi phạm và khuyết điểm của Thượng tướng Hòa bị Ủy ban Trung ương kết luận là nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội. Cuối cùng, người được dư luận quan tâm nhiều nhất trong những ngày gần đây chính là Trung tướng Công an Bùi Văn Thành. Ông Thành sinh năm 1959 ở Ninh Bình. Bộ Chính trị nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Ban Chấp hành thì ông Thành đã làm những nhờ hai khuyết điểm về Ban Thường vụ Đảng ủy của Tổng cục Hậu cần. Cá nhân ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra, xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật. Bộ Công an đề xuất chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định pháp luật, ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công, tự ý quyết định cho Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Những vi phạm của Trung tướng Thành gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và nhà nước.
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật với ông Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, giao cho Ban Cán sự Đảng và Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy định xử lý kỷ luật và hành chính. Ba tướng bị xử lý như vậy là liên quan tới Vũ Nhôm. Vũ Nhôm chính thức bị bắt ngày 4 tháng 1 năm 2018 và sẽ hầu tòa với ba tội danh. Thứ nhất là cố ý làm lộ bí mật nhà nước, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Ngày 30 và 31 tháng 7, Vũ Nhôm sẽ ra tòa với tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước, cùng hầu tòa với Vũ Nhôm trong vụ án này. Với vai trò đồng phạm còn có các ông Phan Văn Hữu Tuấn, cựu phó tổng trưởng, phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Công an và Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an. Trung ương Đảng xác định những sai phạm của Tướng Thành có liên quan tới Vũ Nhôm, nhưng báo đài Việt Nam không nói rõ là liên quan tới tội trạng nào của Vũ Nhôm. Xét thấy với cương vị và chức vụ và của bản thân ông Thành, thì người viết đoán chừng khả năng liên quan đến tội trạng của Vũ Nhôm ở tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc lợi dụng chức quyền, chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, hoặc nữa là có khả năng liên quan tới cả hai tội này. Vậy thì chí ít Tướng Thành sẽ phải có mặt tại tòa trong các phiên xử Vũ Nhôm và không loại trừ khả năng sẽ bị điều tra để tiến tới khởi tố. Trong hoàn cảnh công cuộc chống tham nhũng và suy thoái đạo đức của Đảng Việt Nam hiện nay cho thấy chưa có điểm dừng và đã có rất nhiều tướng tá trong các ngành công an bị khởi tố. Nếu có thêm trường hợp khởi tố đối với Tướng Thành thì là điều không có gì bất ngờ hay quá đặc biệt. Tuy nhiên, mấy tháng qua đã có nhiều tướng tá công an bị kỷ luật, bị khởi tố cho thấy ngành công an ở Việt Nam hiện đang đối diện với một biến động khá lớn. Trong đó tướng tá này có rất nhiều người nằm ở các tổng cục mà nếu không có nghị quyết của Bộ Chính trị đưa ra của Đảng ủy Công an Trung ương về việc giải thể 6 tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh để tinh gọn bộ máy, thì ngành công an Việt Nam đang cho thấy một khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, không chỉ hiện tại mà còn ở thời gian dài về sau. Trong khi đó, một cảnh báo về thiên tai vừa mới được đưa ra, thưa quý vị, đó là mực nước lũ của đồng bằng sông Cửu Long đang lên rất là nhanh và còn diễn biến rất là phức tạp. Thông tin này đã được Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cảnh báo trong một cái cuộc họp khẩn về ứng phó với thiên tai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong vòng nhiều tuần tới thì mực nước đầu nguồn của sông Cửu Long sẽ tiếp tục tăng dâng lên rất là cao và rất là nhanh. Mực nước cao nhất dự đoán sẽ vào ngày 13 tháng 8 sắp tới đây đạt được lên tới một cái mức tới 3,7 thước ở khu vực của sông Tiền tại trạm Tân Châu và sẽ đạt mức 3,1 thước ở khu vực sông Hậu tại trạm Châu Đốc. Và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai dự đoán là nước lũ từ đồng bằng sông Cửu Long sẽ biến đổi chậm vào những tuần sau đó. Do đó, cái nguy cơ cao ngập lụt dự báo sẽ xảy ra ở những cái vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê, bao các tỉnh, trong đó có An Giang, Đồng Tháp và Long An. Thành ra Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cảnh báo lũ từ thượng nguồn đổ về đang uy hiếp cái tính mạng và tài sản của người dân địa phương. Cơ quan chức năng cũng cho biết nguyên nhân mà khiến cho cái mực nước lũ dâng nhanh đó là do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng, rồi khai thác cát ở thượng nguồn cùng với những tác động rất là tiêu cực của vấn đề phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng của sông Cửu Long. Bên cạnh đó, do cái vấn đề mà đập thủy điện ở Lào bị vỡ, một số hồ đập ở khu vực này xả lũ cũng được nói là nguyên nhân khiến cho lũ đến sớm bất thường ở đồng bằng của sông Cửu Long. Và tin cho hay là tình trạng mà sạt lở ở bờ sông rồi xói lở bờ biển cũng đã và đang xảy ra rất là nghiêm trọng. Bên cạnh cái nguy cơ bị lũ tràn về từ thượng nguồn thì truyền thông của bên Việt Nam cũng loan tin là bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ di chuyển từ Bắc vào Nam vào cuối năm nay. Thống kê cũng báo trong nước Việt Nam biết là có ít nhất 29 người bị chết và 5 người khác còn bị mất tích trong đợt lũ lụt và lở đất do cái cơn bão Sơn Tinh đổ vào miền Bắc và miền Trung Việt Nam vừa mới gây ra. Công tin liên quan tới Việt Nam, hãng tin Reuters vừa thông báo tin
có thêm 15 người nữa biểu tình chống luật đặc khu bị kết án tù. Hãng tin Anh Reuters hôm nay 31 tháng 7 trích dẫn truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết có thêm 15 người biểu tình chống luật đặc khu bị bắt vào tháng 6 vừa qua bị kết án tù. Tính ra đã có ít nhất 31 người bị bỏ tù vì tham gia các cuộc biểu tình bắt nguồn từ việc lo ngại đầu tư Trung Quốc sẽ thống trị các đặc khu kinh tế mà chính quyền dự định giao cho họ thời hạn thuê 99 năm. Trong phiên xử kết thúc vào ngày hôm qua, Tòa án Biên Hòa ở miền Nam Việt Nam đã kết án 15 người biểu tình từ 8 tới 18 tháng tù giam. Ngoài ra, có 5 người khác bị án treo từ 12 tới 14 tháng vì tội gây rối trật tự công cộng. Những người này bị bắt giữ ngày 10 tháng 6 năm 18 khi đã xuống đường và gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông như đã cáo trạng đã ghi. Vào đầu tháng 7 này, đã có 16 người biểu tình khác bị kết án từ Bình Thuận vì những tội danh tương tự. Các cuộc biểu tình tại đấy đã biến thành bạo động, những người biểu tình đã ném gạch đá và bom xăng vào cảnh sát. Phiên tòa xét xử ở Biên Hòa mở ra 2 tuần sau khi một tòa án ở thành phố Sài Gòn ra lệnh trục xuất anh William Anh Nguyễn, một thanh niên quốc tịch Mỹ, cũng đã tham gia biểu tình. Theo Reuters, sau bỏ án ngày hôm qua, anh William Nguyễn đã viết trên tài khoản Twitter rằng họ không làm gì sai cả, đấu tranh cho công lý và dân chủ sẽ tiếp tục. Và bên cạnh đó thì lại có một công dân Mỹ gốc Việt khác, thưa quý vị, đó là anh Michael Phương Minh Nguyễn, cũng bị bắt với cái nghi vấn là lật đổ chính quyền, và gia đình của anh Minh Nguyễn này đã lên tiếng và cho biết là sẽ gặp gỡ với những dân biểu Quốc hội Mỹ trong tuần này để vận động chính quyền Hà Nội trả tự do cho anh ta. Thì có một cái cuộc trao đổi với lại em rể của ông Michael Phương Minh Nguyễn này đã được Đài Á Châu Tự Do trao đổi, và người em rể này đó là ông Mark Roberts. Thì ông này đã cho biết là hiện tại gia đình của ông ta đang cung cấp những thông tin cho giới truyền thông, và gia đình của chúng tôi cũng kêu gọi ký tên yêu cầu trả tự do cho anh ấy qua trang mạng change.org. Và chúng tôi sẽ gặp gỡ thêm một số dân biểu trong tuần này để kêu gọi sự tham gia của Bộ Ngoại giao. Và chúng tôi, gia đình của chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ giúp trả tự do lại cho anh Michael Phương Minh Nguyễn. Và nếu anh ấy thực sự bị bắt thì giúp tìm ra nơi anh ấy bị giam và giúp cho chúng tôi xác định tính hợp pháp của những cáo buộc đối với anh nếu mà chính phủ Việt Nam buộc tội anh ấy. Và cũng theo người em rể của ông Phương Minh Nguyễn này thì đáng lẽ là ông đã bay về Mỹ hôm 16 tháng 7 theo lịch trình, nhưng ông đã không về. Và lần cuối cùng của ông này liên lạc với gia đình đó là vào ngày 6 và ngày 7 tháng 7. Và gia đình của ông ta đã bắt đầu tìm kiếm những thông tin, và một số nguồn tin cũng cho biết là có thể là ông Minh Nguyễn đã bị chính quyền của Việt Nam bắt, và gia đình ông đã tìm mọi cách liên lạc với cơ quan chức năng Việt Nam nhưng không nhận được một tin tức nào hay là một sự phản hồi, và đồng thời cũng liên lạc với lại dân biểu Quốc hội của tiểu bang California, bà Mimi Waters. Và cả gia đình của ông hiện nay rất buồn vì không biết được là ông này hiện đang ở đâu, chưa nhận được một thông tin gì về người chồng và người cha của các con trong gia đình của họ. Được biết là ông Michael Phương Minh Nguyễn này là một doanh nhân sống ở Mỹ. Ông về thăm gia đình bạn bè ở Việt Nam hôm 27 tháng 6. Và một số nguồn tin cũng cho biết là có thêm 4 người khác cũng bị bắt cùng với ông Michael. Thì trong đó bao gồm ông sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình, rồi ông Huỳnh Đức Thịnh là cha của Huỳnh Đức Thanh Bình, Facebook Trần Phi Long và Facebook Thomas Quốc Bảo. Thành thử hiện nay, thưa quý vị, gia đình của ông Michael Phương Nguyễn Minh Nguyễn này đang vận động các dân biểu của Hoa Kỳ để tìm ra tung tích của ông ta. Hồi nãy chúng tôi có đưa tin về vụ tướng công an Bùi Văn Thành liên quan tới vụ án Vũ Nhôm. Thì các bản tin mới nhất cho biết là Tòa án Hà Nội ngày hôm qua, ngày 30 đã tuyên bản án sơ thẩm tổng cộng 22 năm tù cho Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, và đồng bọn với tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Hôm nay ở Hà Nội thật ít thấy có một phiên tòa xử tội phạm hình sự mà công tác an ninh nghiêm ngặt không khác gì phiên xử các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và người bất định chính kiến ở Việt Nam. Đó là những rào chắn bố trí trên các ngã đường. Vẫn thấy
những lực lượng công an, cảnh sát, giao thông, an ninh và các thành phần chính quyền tập trung đầy đặc trước cổng tòa án Hà Nội trong suốt thời gian diễn ra phiên xử Phan Văn Anh Vũ và đồng bọn, và gồm hai bị cáo là Phan Hữu Tuấn, nguyên là Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an, và Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an phạm tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Theo như thông báo từ trước, đây là phiên xử kín, nhưng phần tuyên án là công khai, cho nên trong quá trình xét xử rất hạn chế cho người vào xem, và các báo đài vân vân vào tác nghiệp đưa tin. Dự kiến phiên xử diễn ra trong hai ngày 30 và 31, tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày 30 tháng 7 thì hội đồng xét xử đã ra bản án chính thức gồm Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù, Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù. Theo Đài Việt Nam, được phép cử phóng viên đến tòa tác nghiệp ở phần tuyên án cho biết, ngoài bản án sơ thẩm đã tuyên cho các bị cáo thì hội đồng xét xử còn tuyên tiêu hủy một số vật chứng như điện thoại, đĩa DVD, USB. Phiên xử sơ thẩm kết thúc vào ngày 30 tháng 7. Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, là một đại gia bất động sản nổi tiếng ở Đà Nẵng. Vào tháng 12 năm 17, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện việc khám xét nhà đối với Vũ Nhôm với tội cố ý làm lộ bí mật tài nước. Tuy nhiên, thời điểm này Vũ Nhôm đã rời khỏi Việt Nam để trốn qua Singapore. Ngày 2 tháng 1 18, Cơ quan xuất nhập cảnh sang Singapore đã giữ Vũ Nhôm với lý do liên quan tới vấn đề hộ chiếu. Chiều ngày 4 tháng 1, Singapore đã trục xuất Vũ Nhôm trả về Việt Nam và Vũ Nhôm chính thức bị bắt. Sau đó, Bộ Công an Việt Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với ông Phan Hữu Tuấn, nguyên là Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an, và Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, để điều tra chung vụ án với Vũ Nhôm với tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố Vũ Nhôm thêm hai tội danh mới gồm trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Cùng với vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước thì đây cũng là hai vụ án lớn với nhiều bài báo và nhiều quan chức nhúng chàm bị khởi tố. Tòa án Hà Nội đưa Vũ Nhôm và đồng bọn ra xử kín với tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước khiến dư luận quan tâm không ít tò mò, thắc mắc. Với cơ bao câu hỏi sơ lâu nay chưa trả lời được, rút cuộc, bí mật nhà nước mà Vũ Nhôm và đồng bọn cố ý làm lộ là những gì? Những bí mật nhà nước này đã bị làm lộ hay chưa? Và nó có phải là những văn bản mật, tuyệt mật hay tối mật liên quan tới việc làm ăn của Vũ Nhôm có sự hậu thuẫn của quan chức từ cấp thấp cho đến cấp cao lan truyền trên cộng đồng mạng trong thời gian qua hay là không? Tuy nhiên, bí mật nhà nước mà không chỉ liên quan tới lĩnh vực chính trị, quân sự mà còn cả lĩnh vực kinh tế. Nhưng Vũ Nhôm có thân phận như thế nào mà có được những tài liệu bí mật nhà nước đến nỗi khi ra xét xử phải xử kín so với cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và các tướng lĩnh quan chức khác cao cấp dính vào đại án ở Việt Nam từ trước đến nay, thì suy cho cùng Vũ Nhôm chẳng thể sánh bằng nhưng lại không ít so với số người này được đưa ra xét xử công khai, thí dụ như là Đinh La Thăng. Đinh La Thăng thì xét thử chính thức, mà Vũ Nhôm thì lại xét tài liệu kín, cho nên người ta nghi ngờ rất nhiều là cái tài liệu tuyệt mật đó là tài liệu tuyệt mật gì và cũng rất có thể sẽ được lộ ra trong một thời gian sắp tới. Hết. Dạ thưa vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với những tin tức, trở lại với những tin tức liên quan đến nước Mỹ. Vâng, như ngay như những giây phút đầu thì Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị nghe những cái audio, cái sự lên tiếng tranh cãi về vấn đề luật sư ông Rudy Giuliani. Ông đã lên tiếng và ông cho rằng là dù Tổng thống Donald Trump có móc nối với Nga thì cũng không là tội. Tại sao lại có cái lời lên tiếng này? Hiện nay những cái sự tranh cãi cho rằng có lẽ do những cái sự điều tra của ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã dần dần đưa ra những bằng chứng. Thành thử do đó ông Giuliani đã có lời lên tiếng như vậy. Thì ông Giuliani, một luật sư của Tổng thống Donald Trump, tuyên bố trong ngày hôm qua Tổng thống Trump không toa rập với người Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 và không là tội, ngay cả khi mà Tổng thống Trump làm việc này. Trong một cái chương trình của Fox and Friends, ông Giuliani đã khẳng định là ông đã xem kỹ một cái điều gọi là thông đồng
trong luật liên bang và thấy không là một cái tội hình. Và ngay cả khi ông trả lời trên chương trình của CNN, cũng trong ngày hôm thứ hai thì ông Giuliani cũng lặp lại cái lời xác quyết này, thưa quý vị. Và do cái vấn đề này, thành thử là ông tuyên bố là cái vấn đề không, dù có thông đồng đi nữa cũng không phải là một cái tội hình sự. Và ông Giuliani từng là một cựu quan tòa công tố trước đây, ông tuyên bố là trong vòng 4 tháng họ đâu có thông đồng gì với phía Nga, mà tôi cũng không biết liệu có thông đồng như vậy có phải là phạm tội hình sự hay không. Mặc dù là Tổng thống Donald Trump trước đây ông luôn bác bỏ cái chuyện là có thông đồng với Nga, và Tổng thống cũng đã từng tuyên bố giống như là ông Rudy Giuliani trong tháng 12 của năm 2017 với tờ báo New York Times. Khi đó thì mọi người đều nghe Tổng thống Donald Trump nói rằng không hề có thông đồng, mà dù có thông đồng đi nữa thì cũng không phải là tội hình sự. Trong khi đó thì ông James Comey, ông cựu giám đốc của FBI, trong lần tiếp xúc với đài CNN trong tháng 4 của năm 2018, ông này cũng có lên tiếng. Ông cho rằng thông đồng không hề có một có mặt trong bộ luật liên bang của Hoa Kỳ. Vấn đề là nếu có một công dân Mỹ mà thông đồng với một chính phủ ngoại bang âm mưu mà chống lại đất nước của mình thì đó mới gọi là phạm tội hình sự. Và bên cạnh đó thì một chuyên gia luật pháp Kerry Cornett của bên đài CNN cũng lên tiếng và cho rằng thông đồng không phải là tội hình sự. Nhưng một cái sự khác biệt, thưa quý vị, thông đồng lại có thể vi phạm luật hình sự, thí dụ như là nhận tiền từ ở nước ngoài trong một chiến dịch chính trị hay là giúp đỡ đắc lực cho một vụ tấn công tin tặc. Do đó hiện nay cái sự điều tra của ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller có liên quan đến rất là nhiều nhân vật để mà có thể kiếm được cái bằng chứng là những cái số tiền trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump vào năm 2016 có liên quan đến với những công ty của nước Nga dồn tiền vào để mà lũng đoạn cái vấn đề tranh cử bầu cử của nước Mỹ. Và ngay cả trong ngày vừa mới qua, trong những hàng loạt Twitter của Tổng thống Donald Trump đều công kích ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Và Tổng thống Trump còn nói cho rằng là giữa hai người có một cái quan hệ đã tranh cãi, một cái quan hệ làm ăn xấu trước đây vì vấn đề xung đột quyền lợi, không thích hợp để cho ông Robert Mueller làm công việc điều tra. Và đây đó là lần đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump ông lên tiếng một cách cụ thể hơn những cái phát biểu mơ hồ trước đây về vấn đề xung đột quyền lợi. Và đặc biệt là vấn đề nói về ông Robert Mueller là không gọi là không có phù hợp để mà làm cái công việc mà ông đang điều tra về cái vấn đề Nga có liên quan tới cuộc bầu cử của năm 2016 hay không. Và làm cho chúng ta nhớ lại là New York Times đã đưa cái tin là Tổng thống Donald Trump ông muốn bãi nhiệm ông Robert Mueller, nhưng mà lại nghĩ lại khi mà ông cố vấn pháp lý đó là ông Don McGahn đã dọa từ chức. Và bên cạnh đó, ngay cả một số chính trị gia của bên đảng Cộng Hòa cũng lên tiếng và nói là Tổng thống Donald Trump không nên đuổi ông Robert Mueller vì nó sẽ có một cái phản ứng ngược lại. Những ngày sắp tới thì những cái vấn đề mà những cái sự điều tra của ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller mà đang được người dân Mỹ trông chờ sẽ cho chúng ta biết sự thật ở đâu. Vừa nói tới New York Times thì có một cái tin là bản nhà xuất bản New York Times nhắc nhở Tổng thống Trump về giọng điệu chống báo chí. Tổng thống Donald Trump vào hôm Chủ nhật tiết lộ buổi gặp gỡ với nhà xuất bản New York Times đã diễn ra trong thời gian gần đây ở Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, hai bên dường như có ký ức khác nhau về lần gặp gỡ này. Đó là đã có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp và lý thú với nhà xuất bản New York Times, ông Trump ghi như vậy vào New Jersey, và dành nhiều thời gian nói về lượng lớn tin giả từ truyền thông bằng cách nào và tin giả trở thành cụm từ kẻ thù của nhân dân đáng buồn. Sau bài viết của ông Trump, New York Times ngay lập tức đã gửi ra một tuyên bố dài cho biết Tòa Bạch Ốc đã mời tờ báo đến và họ yêu cầu cuộc gặp gỡ không chính thức, không nên công bố. Tuy nhiên, với những gì ông Trump tung lên The Truth
tờ báo quyết định xuất bản những ghi chép cụ thể của ông Sussberger, người tham dự cuộc gặp gỡ với biên tập viên Jim Bennett. Ông Sussberger cho hay ông nhận cuộc gặp gỡ này nhằm bày tỏ những lo ngại về giọng điệu chống báo chí gây quan ngại sâu sắc của Tổng thống. Và ông chia sẻ ý kiến với ông Trump rằng ngôn ngữ của Tổng thống không chỉ chia rẽ mà còn gia tăng nguy hiểm. Tôi bảo ông ấy, mặc dù cụm từ tin giả không đúng và gây tổn hại, nhưng tôi quan ngại nhiều hơn về việc ông gắn mác cho cánh ký giả là kẻ thù của nhân dân. Tôi cảnh báo, ngôn từ khiêu khích như vậy đang góp phần gia tăng vào những đe dọa chống lại báo chí và dẫn đến bạo lực. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, vấn đề này đặc biệt đúng ở ngoại quốc, nơi giọng điệu của Tổng thống có thể được một số chế độ sử dụng để biện minh cho việc đàn áp báo chí. Tôi cảnh báo, những tuyên bố như vậy đặt nhiều mạng người vào nguy hiểm và làm suy yếu lý tưởng dân chủ của quốc gia chúng ta và làm xói mòn cam kết tự do ngôn luận, tự do báo chí của đất nước. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Mercedes Schlatt xác nhận cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống và nhà xuất bản New York Times. Việc Tổng thống gặp gỡ nhà xuất bản trong một tờ báo nổi tiếng nhất của nước Mỹ không có gì là bất thường. Nhưng đối với ông Trump, tờ báo có nguyên quán tại New York vẫn có một vị trí đặc biệt, mặc dù vẫn thường xuyên chỉ trích, nhưng ông Trump vẫn dành nhiều cuộc phỏng vấn với New York Times. Bất chấp bị Tổng thống gắn mác New York Times thất bại, nhưng tờ báo đang phát triển tên tuổi và số lượng độc giả rất mạnh, lợi nhuận gia tăng 2/3 trong tam cá nguyệt đầu tiên của 2018. Ông Sussberger còn là một nhà xuất bản mới sau khi tiếp quản việc quản trị tờ báo gia đình từ ông bố hồi tháng Giêng năm nay. Đó là bản tin tổng hợp của Washington Post. Vâng, và khi mà nói đến những cái vấn đề mà fake news, tin giả mà Tổng thống Donald Trump đã làm cho người dân Mỹ, chúng ta nghe nó rất là quen thuộc, nó thường xuyên lắm. Thì cái sự thật lại cho chúng ta biết là những cái fake news từ Tổng thống Donald Trump đều được đưa ra với những bằng chứng, đều là những sự thật. Và Tổng thống Donald Trump, ông vẫn luôn bác bỏ, thưa quý vị. Thành thử trọng tâm của cái vấn đề này đó chính là Tổng thống Donald Trump. Người ta đang nói đến, ông chỉ muốn truyền thông loan đi những cái tin tốt về Tổng thống và chỉ trích đối phương của ông, những người nào mà Tổng thống Donald Trump không thích. Thành thử tin giả hay là truyền thông là kẻ thù của người dân và tất cả những thù nghịch khác với truyền thông là Tổng thống Donald Trump đều chỉ nhằm đạt tới cái mục đích là lúc nào truyền thông cũng phải loan những tin mà Tổng thống Donald Trump thích mà thôi. Do đó người ta đang nói là Tổng thống Donald Trump, ông đang có một cái chiến lược là vừa thổi còi vừa đá bóng, và ngay cả chính Tổng thống Donald Trump ông còn muốn hơn thế nữa. Ông không chỉ muốn là trọng tài thổi phạt theo ý của Tổng thống mà còn muốn đặt vấn đề hoàn toàn là phải tin cậy ở trọng tài, lúc nào cũng phải trung thành với Tổng thống Donald Trump. Một cái điều mà ta nói, cái chiến lược của Tổng thống Donald Trump lại có rất hiệu quả với những người cuồng Trump, những người ủng hộ Trump, thưa quý vị. Vì họ cho thấy là trong cái thành phần mà ủng hộ cuồng Tổng thống Donald Trump trung thành với ông, một cái thăm dò của đài CBS News mới đây cho thấy là 91% những người mà luôn mạnh mẽ ủng hộ Tổng thống Donald Trump thì họ đều bác bỏ qua những sự kiện, những dự kiện thật sự đưa ra để chứng tỏ là Tổng thống Donald Trump, ông luôn chối bỏ những sự thật và còn nói là fake news. Thì những người mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump, những người này vẫn hoàn toàn mù quáng, vẫn tin vào những cái lời nói của Tổng thống Donald Trump. Do đó các chiến lược gia nói đây cũng là một cái chiến lược có cái thành quả của Tổng thống Donald Trump. Cái cuộc đánh võ mồm của Tổng thống Trump với truyền thông do đó đã đóng góp một cách hiệu quả cho những người mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump, mà họ còn cảm thấy là không bị tổn thương vì những cái tin xấu đưa ra, những sự thật chứng minh những gì mà Tổng thống Donald Trump ông đã chối bỏ. Một cái câu hỏi đang đặt ra là cái nền móng, cái chiến lược này có đủ để cho Tổng thống Donald Trump dùng trong cái chiến dịch sắp tới, trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và một cái câu hỏi khác là thật sự sẽ có đem lại cái chiến thắng để cho Tổng thống Donald Trump ông được tái đắc cử trong cái nhiệm kỳ lần thứ hai trong năm 2020 hay không, hay là sẽ là một cái phản ứng ngược lại. Điều đó
chỉ có thời gian mới trả lời cho chúng ta, và chính chúng ta sẽ là cái người mà kiểm soát được cái vấn đề này trong cái lá phiếu của chúng ta sẽ đi bầu cử vào giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Hai ngày nữa là Ngoại trưởng Mỹ sẽ đi châu Á để quảng bá chính sách Ấn Độ và Thái Bình Dương. Trong vòng 4 ngày kể từ ngày 2 tới ngày 5 tháng 8 năm 2018, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ công du châu Á nhằm quảng bá chiến lược của Hoa Kỳ về một vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương và tự do và rộng mở. Theo tin của AFP, trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến đi ngắn ngày này, Ngoại trưởng Pompeo sẽ đến ba nước Malaysia, Singapore, Indonesia. Riêng tại Singapore, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tham dự cuộc họp thường niên giữa ngoại trưởng các nước trong khối ASEAN. Ở Indonesia, chuyến thăm này nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Jakarta và Washington trước thềm kỷ niệm 70 năm quan hệ song phương vào năm 2019. Chuyến công du ngắn này cũng là dịp để ông Pompeo bảo vệ chính sách đối ngoại của Mỹ đối với châu Á, tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng trong bối cảnh Bắc Kinh càng ngày càng khẳng định ý đồ của mình tại Biển Đông có tranh chấp. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã thông báo sáng kiến mới của Mỹ cam kết cung cấp khoản tín dụng 113 triệu đô la để hỗ trợ các nước trong khu vực phát triển nền kinh tế, số hóa, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Vâng, anh Thanh Vinh vừa mới gửi đến cho quý vị bản tin cuối trong chương trình NPR Morning News trong ngày hôm nay. Lê Ngọc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc tất cả quý vị thính giả một ngày thứ ba thật là vui. Xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị bản tin vào sáng ngày mai.